Ok, xin chào tất cả mọi người ha. Ở trong cái video này mình sẽ chơi League of Fighter nha các bạn. Thì chơi cũng là 21 tháng 2024 mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nè. Mình đã nhận được một vài đồng tiền mà. Chơi chế độ khó nha. Ok, bắt đầu. Nhưng mà mình sẽ chơi trong video này sẽ là Goku God đi.